Nếu thầy muốn dạy bằng máy chiếu có được không? Đỡ phải viết. Buổi sau em mang máy. Đầu tiên là về cường độ. Về cường độ tức là cái độ mạnh yếu ấy, đúng không? Thì châm bổ thì các bạn có thể là cường độ yếu hoặc là không quê châm thôi, đăng ký không để đấy thôi, hoặc là quê nhẹ nhàng thôi. Đằng này thì cường độ mạnh hoặc là đâm tùm tùm vào đúng không? Không, đấy đúng không? Không phải mạnh mạnh về mạnh kiểu nó đang thực chứng đang sốt cao, châm nước kiểu để hạ sốt, châm máy các kiểu cho thật tức ra ngoài, có khi chảy rút ra và nặng lên chảy máu đúng không? Tiếp theo là theo chiều đường kinh, cái này gọi là 12 đường kinh, tức là xuôi dòng với ngược dòng đấy. Cái này thì các bạn sẽ châm xuôi dòng, hướng kim hả? Thì các bạn phải nhất từ chiều đường kinh đúng không? Kinh âm nó chạy từ đây ra đây. Nên các bạn xuyên theo hướng này thì nó sẽ là bổ, đúng không? Còn thằng này nó chạy từ đây ra đây thì như này là bổ. Đây là bổ ấy. Kiểu cùng dòng nước mình đẩy nó chảy nhanh hơn đấy, đúng không? Còn đây các bạn châm ngược lại, châm tả là cản nó lại. Vâng, để cho tà khí theo kim nó chạy ra nó xuôi dòng cái dòng, phải học chiều đường kinh như thế. Này đường kinh á, chân lực thì nó sẽ có cảm giác. Tiếp theo nhá, còn vài kỹ thuật nó có kỳ hơn. Ví dụ như là Trong theo hơi thở. Hơi thở tức là theo nhịp thở của nhân ấy, phải thở để tốt thôi nhá. Đấy. Nếu mà chị muốn châm bổ thì thở ra châm nhá. Châm thở ra, châm vào. Và thì thở ra. Đấy, đúng rút. Thì chúng ta. Các bạn để ý lúc nào mà nhân nhịp các bạn rút cũng phải châm bổ ấy. Để nó đỡ bị thoát khí ra ngoài vào lúc kim ấy. Ngay ngược lại. Lúc châm thì cái chiều đồ các bạn chiều xoay xoay này đấy, đúng không? Xoay nó xoay này đúng không? Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng xuống lại. Đấy, nhá. Còn thằng này là ngược chiều kim đồng hồ. Hoặc là các bạn xoay đi xoay lại. Xoay đi xoay lại tốc độ nhanh đúng không? Đấy, nhanh nào. Cái này thì quê từ đời thôi. Nó còn theo kiểu là 9 vòng rồi đấy. 9 vòng. Còn này 6 vòng. Tiếp theo là đến đóng mở. Mở tức là lúc rút kim ấy, rút kim. Thì thằng bổ này lúc mà các bạn rút kim thì bị bổ luôn. Thầy rút kim
dụng thì không bị lỗ ngay. Còn tất nhiên nó chảy máu thì phải dí vào rồi đúng không? Nên trong một mạch máu thì nó chảy, dí vào chảy cái để máu chảy. Tâm tạng thì các bạn để máu chảy ra một tí rồi. Tim không bị lỗ, thể là cho máu chảy một toàn máu thì đấy. Các bạn lưu ý nó vào. Chị có mấy khi cầm bút đâu, mười mấy năm rồi cầm bút, chỉ trừ khi chấm bài. Làm gốc nhá. Tôi có lại chiều rồi, hơi thở. Tiếp theo, mắt điện. Trên 2 hét đến 40 hét còn lại. Hiểu sao anh hét không ấy? Quản lý hét tức là 2 hét tức là 2 nháy trên 1 giây. 1 giây thì nháy là 2 phát đèn. Đấy, đây là 2 hét. 3 hét là 3 nháy 1 giây. Đúng không? Như vậy là 40 hét tức là 1 giây nháy 40 phát đấy. Tức là đèn cũng bằng sáng. Trên 40 Hz là chấm T rồi. Chấm T là chấm xong, con đúng xong rồi. Tay cho nó T, cảm giác thì liệt rồi. Gây tê cơ học. Gây tê đó, những người người ta không dùng gây tê. Bây giờ nó lên chỉnh được đến 60 rồi. Có mạch 60 rồi. Còn thường thì 2-3 nháy trên dây là kinh lắm rồi đúng không? Năm nháy trên dây là có mỗi người rồi. Chân tả khi rút là phải ngoáy cho lỗ rộng ra và kéo cho lỗ to ra, sau đó mới rút kim. Bổ thì chậm chậm rút nhanh. Bổ chậm chậm. Này em bước nhanh lỗ ấy. Xem một cái điện. Tức là khi mình làm thì nó kết hợp rất nhiều kỹ thuật vào một lúc rồi. Còn đây là chậm nhanh chậm. Giống như bấm rồi. Chậm là để cho khí nó kịp thời theo kim, lỗ kim nó đẩy dần con lỗ. Còn nhá, đấy là những kỹ thuật riêng lẻ các bạn có thể kết hợp trên cùng một việc. Lưu kim lâu này, chân tả thì lưu kim ngắn, thậm chí là chồng máy tí là giúp tao luôn rồi. Nhưng mà chân tả ấy bổ là lâu 5-10 phút thôi, nếu việc nào các bạn chủ đích muốn châm tả kiểu như nào hạ sốt ấy, châm một cái máy máy về xong rồi nặng máu là rút ra luôn, xong rồi chuyển sang kim khác. Lâu là bao lâu này? Lâu là nửa tiếng đấy. Cái này mười lăm phút. Tần số nhanh như thế phải đúng không? 15 phút là mất rồi.
Ngoài ra thì trong sách cổ nó còn một phương pháp là thiêu sơn hỏa nữa. Và thấu thiên lương đúng không? Thấu thiên lương. Nghe này này thấy nóng rồi đúng không? Nóng rồi đúng không? Không, này châm vào thấy này nó mát rồi. Tức là cái này là các bạn muốn ô đấm này, những người bị hư nhược, lạnh, thể hàn ấy, châm kết hợp với chữ. Thì các bạn hiểu hôm nay ở đây là cái mặt da nhé. Đấy. Thì khi các bạn châm xuống cái này, thì nó chia làm ba bộ, bộ thiên này, nhân này, địa này, địa này. Đấy. Tất nhiên là có những việc nó nông các bạn không thể thực hiện tồn tại được, đúng không? Có những việc sâu thì các bạn cũng chia thành các bộ được. Cũng áp dụng theo quy tắc là hít thở vừa rồi thôi, đúng không? Nhanh chậm thôi. Thì nếu mà châm cái này là thấp bổ này thì các bạn sẽ châm. Đấy, châm tập xuống từ từ thôi, đúng không? Tham bổ mà, tập xuống từ từ, từ trên xuống, đến bộ thiên, đúng không? Châm từ từ. Thế là ngay dưới da khoảng một thốn gì đấy, hoặc là nửa thốn, đúng không? Qua da một tí là đến. Đấy, đến bộ thiên các bạn về kim. Về kim lên chiều kim đồng hồ ấy. Chín bảo, thứ chín là số kiểu dương đúng không? Số dương khí nhiều nhất. Đấy, về chín bảo xong rồi này, tiếp tục đẩy từ từ xuống, đẩy xuống, nhân, nhân, lại về khi chín bảo theo chiều từ hồ. Tiếp theo là đẩy từ từ xuống. Địa tức là lúc ấy gần ngập kim rồi đấy. Nha. Chín vào. Sau đó các bạn lưu kim thì lưu kim, như 30 phút thì lưu, tùy. Rút lên lặp lại. Rút lên lặp lại, mắc kim thì mắc kim, không thì rút lên lặp lại vài lần nữa. Nha. Lại rút lên. Đấy, rút lên nhanh, không phải ấn xuống từ từ. Đấy, sao rồi? Khi mà bệnh nhân thấy ấm ấy, ấm thì trung tâm là đạt yêu cầu ấy. Cứ rút thẳng kim trong thầy. Không, rút, rút thì cũng thiên thôi. Rút lên cô đĩa nhá, xong lại rút ra. Thì đây, lại chọc lại, đúng 3 lần thế này. Mà cảm thấy ấm ạ. Ờ, tại chỗ đấy có hơi ấm ấm. Thì là đúng. Đấy. Sau khi làm vài lượt thấy ấm rồi thì các bạn rút kim ra. Bệnh nhân mất cảm giác hay sao thầy? Rút kim là theo kiểu rút cổ tả, rút nhanh đấy nhá, kim là rút nhanh. Lúc thì hít vào nhá, đấy. Áp dụng cổ tả như thế nào đấy. Ấm này thì vùng da sẽ này, ví dụ cho các cái việc ở vùng lưng nó dày, thấy nó dễ cốc chỉ sâu. Em thưa thầy, thế này thì nhìn vùng da nó có đỏ không? Có, đặc trí chắc chắn nó đỏ rồi. Còn thằng này ngược lại nhá. Ngược lại tức là làm sao? Châm nhanh một phát đến ngập kim luôn. Châm nhanh. Châm đến địa luôn. Nhanh, mạnh, dứt khoát đúng không? Đến một điểm. Được. Bắt đầu bên ngược chiều kim hồ. Đây ngược này đúng không? Người đây là ngược đúng không nhỉ? 6 vào. 6 vào. Số 6 là số âm rồi. Em tôi có trường hợp sốt này, nóng trong này, nhọt các kiểu, nó muốn hạ sốt. Đấy, xóa vòng xong rồi các bạn kéo lên. Kéo từ từ lên. Kéo lên bộ nhân. Lại xóa vòng. Xong kéo lên bộ thiên. Xóa vòng.
cho chiều kim thì còn kim hồ đấy, chưa mát đúng không, phỏng phát của từ người đấy, kéo từ từ làm này mút kim chặt tấm này thì được khoảng không đến 3 lần là đấy, chặt cũng đẩy làm không bệnh nhân không hợp tác không sau không trả đến đấy. Châm chuẩn đúng không, chúng mạch máu còn tọc ra vào đúng không, không sau đen. Đấy, sau khi châm một lúc thì phải đo mát thì cái này chưa châm bao giờ rồi này. Đấy, xong đấy là dùng kim. Kim nhanh à, rút kim từ từ. Từ từ. Quấy lỗ các kiểu đúng không? Không bị lỗ. Cái này áp dụng với nhiệt này. Chúng ta đấy, tóc dài. Sốt thì thấy. Thấy khi mà sốt thì chúng ta. Ừ.